Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mạnh Nhất Vai nha. Và xin chào tất cả mọi người đang theo dõi Zalo Facebook của Mạnh Nhất nha. Hôm nay Mạnh Nhất đang ngồi trực tiếp trên máy tính và truy cập vào máy tính của bạn Đông Hồ Rồng Giềng Kiên Giang bằng Temview nhá, mã số 1497418676, password D614EH. Mình truy cập vào để hỗ trợ bạn tải tool, tải sơ đồ và hướng dẫn bạn sử dụng e-tool. Sau khi tải được các cái tool sơ đồ về rồi thì mình vào phần hiển thị thư mục để tìm những cái tool mà mình vừa mới tải về. Thì đây mình đã cút nó rồi nên nó mờ đây này. Có 4 cái tool chính: e-tool V3.8-1, tool sơ đồ 1, tool sơ đồ 2 và cập nhật sơ đồ. Thì vì làm sao mình làm cái video này? Video này sở dĩ vừa là hướng dẫn truyền thông đến với tất cả mọi người cách sử dụng, cách bảo vệ cũng như cách quản lý các file, tool, sơ đồ và tài liệu quan trọng. Khi anh em tải về thì bao giờ nó cũng nằm ở trong cái thư mục gốc là computer, ổ C, user, admin và phần download. Và qua đây thì mình mới biết rằng là trong cái phần download của các bạn, của bạn này ấy, rất nhiều những cái file rồi các tài liệu tải về nhưng bạn để hết trong này và bạn giải nén ra để bạn dùng đây. Thì qua đây mình kiểm tra cho mọi người xem luôn. Cái ổ C là cái ổ chạy của bạn có 223GB. Nếu như bạn xóa hết trong cái phần download đi thì nó sẽ rỗng rất nhiều, và ổ C là ổ chạy. Trong quá trình làm việc thì bao giờ cũng hay bị lỗi win, mà lỗi win chính là lỗi cái ổ chạy. Thì anh em sẽ phải cài đặt, và chúng ta hoặc kỹ thuật viên sẽ phải cài đặt lại máy tính thì mới làm việc được. Như vậy thì sẽ mất hết các dữ liệu quan trọng. Qua cái video ngày hôm nay, qua bài viết này của Mạnh Nhất thì cũng truyền thông đến với tất cả mọi người và hướng dẫn mọi người cách quản lý sử dụng sau khi tải xong về nhé, để an toàn nhé. Thì anh em, máy tính bao giờ cũng chia thành hai phân vùng, một là ổ D, hai là ổ C. Ổ C bao giờ cũng là ổ mặc định chứa các file chạy, còn ổ D là ổ để lưu giữ tài liệu. Thì anh em lưu ý khi tải về, anh em lên để sang ổ lưu giữ tài liệu cho bạn. Đừng để ở ổ C, vì để ổ C trong quá trình chạy cài đặt lại là nó sẽ mất hết. Mất hết thì đương nhiên là các bạn sẽ lại phải tải lại và mất hết tài liệu. Đây, ví dụ như là mình tải xong rồi nhá, thì mình sẽ lại phải cút nó này. Đây, mình cút nó và mình chuyển sang ổ tài liệu để mình để. Và mình sẽ tạo một cái thư mục riêng. Và tất cả anh em ai tool của Mạnh Nhất khi sử dụng bốc của Mạnh Nhất thì bao giờ Mạnh Nhất cũng tải tool, tải sơ đồ và tạo một cái thư mục luôn. Bao giờ mình cũng làm một cái thư mục là iTunes Mạnh Nhất. Sau đó mình paste tất cả những cái mà mình đã tải về đây để cho anh em làm việc. Đấy. Thì ở trong này mình tải có 4 cái thư mục gốc thì mình sẽ tải hết cả 4, mình sẽ cắt 4 cái đấy. Còn anh em nào tải đến đâu ấy thì anh em lên vào cái phần download, sau đó anh em cút hết ra nhé. Anh em cút và chuyển sang cái ổ tài liệu. Chào cu nhá, vừa vào đấy à? Đâu máy, đâu máy để đâu? Thằng bờ mà kể cả mua rồi, nếu như mà nó có thì bắt buộc mình vẫn cứ phải ấy, mình vẫn cứ phải khôi phục, mà khôi phục lại nó vẫn cứ phải mất cái đấy, phải chấp nhận. Cái nào như nào đã có ID thì phải thoát bằng cách đấy chứ không còn cách nào thoát nó hết.
bà cũng như truyền thông với tất cả anh em Lào đang sử dụng máy tính nhé. Thì anh em cũng lưu ý giúp mình khi tải về bao giờ nó cũng nằm ở thư mục download. Mà thư mục download nếu các bạn biết mặc định nó thì nó sẽ chuyển sang ổ C. Còn các bạn không biết mặc định thì đương nhiên lúc nào nó cũng... nếu mặc định biết mặc định nó thì bao giờ nó cũng nằm trên ổ D. Nhưng nếu không biết mặc định thì bao giờ theo quy luật chung của cài đặt mặc định bao giờ nó cũng nằm trong ổ C và nằm trong phần user vào phần admin. Thì nó sẽ ra cái phần download. Đây, tất cả các tài liệu các bạn đang để ở đây. Và như thế này ấy, nó rất chi là lặng ổ. Lặng ổ thì khiến tình trạng chạy cũng chậm. Đây, mình thử ví dụ cho các bạn xem luôn nhá. Kết quả luôn để anh em xem này. Hiện tại bây giờ ổ C đang là còn 68,1GB trống nhá. Và tổng của nó là 223. Thì mình không quan tâm đến 223 này, mà mình quan tâm đến cái ghi trống này còn 68,1 nha. Đây, bây giờ mình xóa bớt những cái file giải lén của bạn này thôi. Bạn này bạn làm xong đây này. Bạn đây là cái thư mục gốc này. Bạn ấy giải lén ra để bạn làm đây. Đấy, mình chỉ cần xóa các giải lén này đi xem nó đã giảm đi bao nhiêu nhá. Vì đây nó là máy của bạn ấy nên mình không dám xóa những thư mục gốc, mà mình chỉ cần xóa những cái thư mục đã giải lén thôi để mọi người xem này nó sẽ trống ra bao nhiêu này. Đấy, sau khi giải lén này xong nhá thì anh em sẽ lại phải vào thêm một phần này nữa thì nó mới hết được này. Anh em sẽ phải vào phần thùng rác này. Và phần thùng rác chọn cái dòng thứ ba này này để nó xóa hẳn đi khỏi này. Xong rồi này. Lúc này là thùng rác trống rồi này, thì bạn vào xem lại xem nó tổng nó đây nó là lên bao nhiêu. Đây, nó sẽ lên 86,5GB flash trống luôn. Đấy, chứng tỏ rằng là tất cả những cái tài liệu của bạn này tải về nằm hết trong phần download. Và download này nằm trong đường dẫn là ổ C anh em ạ. Đấy, muốn biết chính xác thì anh em sau khi tải về, tải bất kỳ một cái gì về, anh em cứ xuống cái phần dưới cùng này, cái thư mục tải này, ấn vào cái mũi tên này. Đấy, ấn mũi tên này này, anh em sẽ ấn vào phần hiển thị này. Như hiện tại bây giờ ấy thì mình đã cắt nó rồi, thì đương nhiên là nó ghi là đã xóa rồi này, thì không còn nữa này. Đây, có này một cái này của bạn này đang tải dở này, thì mình vào thử cái phần hiển thị cho mọi người xem luôn này. Đấy, thì nó sẽ hiển thị ra cái phần này. Phần này thì nó nằm trong ổ C, thư mục user, admin store này, và ở phần download. Đấy, thì qua video này Mạnh Nhất cũng muốn nhấn mạnh với mọi người rằng để cấu hình máy tính không bị trục trặc cũng như không bị chậm, không bị trễ trong quá trình làm việc, và quan trọng nhất là các tài liệu của mình không bị mất, thì anh em sau khi tải về, anh em vào phần download và tôi đen nó, dùng từ cút nhé. Ví dụ như là bạn muốn chuyển những cái này sang ổ D. Đấy, thì bôi đen nó đi. Một là copy, hai là cút. Nhưng cút cho nó an toàn. Cút này, thì nó sẽ sau khi mình ấn cút này thì toàn bộ cái thư mục này sẽ mờ đi này. Đấy, thì lúc này các bạn chuyển sang cái ổ tài liệu, chuyển sang cái ổ này và lưu giữ, tạo một cái thư mục lưu giữ cho mình, giống như mình tạo cái thư mục AE Tool Mạnh Nhất này. Và mình để trong này rồi. Lúc này các bạn giải lén ở đây ra làm việc thoải mái vô tư luôn, mà chả phải nghĩ gì cả. Đây, mình đang hướng dẫn bạn này cách sử dụng Bốc Air Tool. Bạn vừa mới nhận bốc của mình và nay liên hệ với Mạnh, thì Mạnh cũng đã truy cập trực tiếp vào máy tính của bạn ấy để tải tool, tải sơ đồ và đăng nhập, hướng dẫn bạn sử dụng, làm việc trực tiếp luôn, có hiệu quả luôn. Mời mọi người hãy lên nền tảng YouTube đánh AirTool nha, là ra tất cả các video do Mạnh Nhất thuyết trình và thực hiện, thuyết minh bằng tiếng Việt. Đây, các bạn đánh AirTool, là ra các video do Mạnh Nhất thuyết trình thực hiện. Các bạn vào kênh YouTube Mạnh Nhất Mobile này, là ra tất cả các video do Mạnh Nhất. Đây là trang chính của Mạnh Nhất đây, kênh YouTube của Mạnh Nhất đây. Vào phần video, các bạn sẽ tìm được rất nhiều những cái video liên quan đến sửa chữa điện thoại, hướng dẫn sử dụng máy tính, và có đôi chút video liên quan đến đám cưới, đám xin, cuộc sống đời thường của người dân khu vực Tây Bắc mà Mạnh Nhất đăng tải lên đây. Cái thứ hai, các bạn cũng lên nền tảng YouTube, các bạn đánh Mạnh Nhất TV
thì cũng ra kênh YouTube của Mạnh Nhất. Mạnh Nhất có hai kênh chính, đây cũng là kênh YouTube của Mạnh Nhất này. Các bạn ấn vào đăng ký, ấn vào quả chuông bên cạnh chọn thông báo tất cả, để sau mỗi một video đăng tải lên thì các bạn sẽ nhận được. Đây là kênh YouTube Mạnh Nhất Mobile và kênh YouTube Mạnh Nhất TV, mà Mạnh Nhất truyền tải các thông điệp cuộc sống cũng như truyền thông đến những kỹ thuật mobile tổng hợp sửa chữa các bạn bệnh điện thoại, để mọi người có thể tham khảo và lấy nó làm tài liệu sử dụng. Và đây nha, tiếp tục là một máy tính của bạn Trung Phổ Yên Thái Nguyên. Địa chỉ ID Uncha 34373931 Pat 7680. Mình đã truy cập vào máy tính của bạn ấy. Và đây là máy tính của bạn ấy. Cũng qua kiểm tra sơ bộ ban đầu thì đầu tiên mình kiểm tra cấu hình máy tính. Chuột phải chọn protein. Con này là Win 10 Pro. Core i3 RAM 4 64 bit. Thì ban đầu bao giờ khi truy cập vào bất kỳ máy tính nào, mình đều phải kiểm tra cấu hình máy tính để mình cài driver cũng như là tải driver phải phù hợp với Win 64 hay là 32 bit. Sau đó mình kiểm tra đây này, kiểm tra vào cái phần Admin Store này và vào cái phần Download. Đây nha, thư mục Download ở phần này nha, thì cũng rất nhiều những tài liệu mà anh em đang để trong này. Có nghĩa là thói quen của tất cả anh em là cứ tải về và dùng đến đâu thì sử dụng đến đấy, chứ không biết được rằng là nó đang nằm ở ổ nào. Đấy là một cái lỗi rất lớn mà anh em kỹ thuật cần phải lưu ý ngay. Một là sau khi tải về, anh em sẽ phải di chuyển sang ổ tài liệu. Ví dụ như cái máy này có hai phân vùng, một là ổ C là ổ chạy, hai nữa là ổ tài liệu. Ổ tài liệu gồm có 232GB, ổ chạy là 118. Con này có thể nói là SSD. SSD thì mới là 128 mà, thì nó nhận 118 rồi, đúng rồi. Đấy, và mình để vào luôn cái thư mục download cho mọi người xem luôn. Thư mục download nhá, nó nằm trong cái ổ C đây này. Đấy, rất nhiều những tài liệu. Muốn biết chính xác được rằng là thư mục này, download này có nằm đúng trong ổ C không, thì anh em chỉ cần vào cái phần Admin Store này, anh em chọn xuống cái phần anh em mở ra, chọn vào phần download này, chọn dưới cho chuột phải chọn protein này nhá, thì biết ngay là cái này, cái ổ này nó nằm ở thư mục nào. À, như bạn này là bạn đã mặc định trong ổ D, như thế này là ok nhá. Đấy, mặc định ổ D có nghĩa là cái phần download này nó nằm trong ổ D chứ không phải nằm ở trong ổ C. Và cụ thể muốn biết chính xác nữa, mình sẽ đào thử một cái tool, cái sơ đồ của mình về, sau đó mình kiểm tra cho mọi người xem này. Mời mọi người theo dõi tiếp video. Mình sẽ truy cập vào máy tính của bạn ấy. Mình vào đường internet, vào Google để truy cập vào driver của Gmail của mình, sau đó mình sẽ tải ứng dụng về cho anh em. Đăng nhập này. Mạnh Nhất iTunes, nó sẽ ra cái địa chỉ Gmail của mình. Và nó bắt xác nhận trên máy tính của mình, trên điện thoại iPhone XS Max này. Ấn có. Rồi, chờ mình xác nhận nha. Mời mọi người theo dõi tiếp tục. Sau khi ấn có thì xác nhận thì đã chuyển được vào đến driver của mình. Và mình vào phần driver của cái Gmail Mạnh Nhất iTunes này để tải tool, tải sơ đồ cho anh em này. Hiện tại bây giờ thì iTunes đang sử dụng song song hai vơ 3.8-1 và 5.3.
Nhưng để phiên bản ổn định anh em cứ dùng 3.8-1 cho mạnh nhất nhé. Vì 3.8 là phiên bản dùng ổn định nhất từ trước đến giờ. Tất cả chức năng format, user data hay phá mật khẩu, xóa tài khoản, zip file là file phá Sun MC đều giống nhau hết anh em nhé, không sai một chút nào cả. Và vẫn như thường lệ, mỗi khi anh em đặt bốc tại mạnh nhất thì sau khi nhận được bốc, mạnh nhất đều liên hệ lại với anh em và tải tool, tải sơ đồ và hướng dẫn anh em bắt đầu vào làm việc có kết quả ngay, mà không phải lọ mọ chờ đợi tìm tòi học hỏi rồi mất thời gian. Đây là mình đang tải tool và tải sơ đồ về để hướng dẫn anh em làm việc. Và đây, sau khi tải xong nhé, bất kỳ một cái sơ đồ nào hay một cái tool nào, cái thư mục nào thì anh em ấn vào cái phần mũi tên này, chọn vào phần hiển thị trong thư mục tải về này thì nó sẽ ra này. Đây là đường dẫn của nó, là nằm ở trong ổ, trong download, ổ D là ổ chung. Như bạn này, bạn đã thiết lập vào ổ này rồi, đương nhiên là không ảnh hưởng đến vấn đề bảo vệ tài liệu nữa. Như này là quá an toàn rồi, nếu sau này có cài lại Win đi chăng nữa, bạn không bao giờ mất được những cái thư mục mà bạn ấy tải về đâu, hoặc những cái file tài liệu. Và đây tiếp tục là một bạn Duy Nga ở Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Bạn ấy vừa thông báo mình lúc 11:30 mà bây giờ là 11:39 này, nhận được bốc rồi. Em nhận được rồi anh ơi, hướng dẫn em với. Thì mình bảo bạn ấy bật Ultra đi em, và mình gửi cho bạn luôn, bật UltraView 6.2 lên và chụp nó gửi vào đây để mạnh nhất truy cập vào máy tính của anh em. Mạnh nhất cũng đã có những cái hướng dẫn cụ thể và bạn ấy vừa gửi cho mình đây. Mã ID của bạn ấy là 31756. Mình sẽ truy cập luôn. Mình đang truy cập hai máy tính liền một lúc luôn nhá. 31756. Mình sẽ phải đánh 31756 953 password của nó là, con này là đi 2939, password đẹp phết đấy, 2939. Ấn vào điều khiển máy tính của bạn luôn. Đây, đây là vào cấu hình máy tính của bạn là Duy Nga Lậm Pồ. Mình cũng kiểm tra cấu hình máy tính luôn. Con này là Win 7 32 bit, Core i3, RAM 4 nha anh em nhé. Đấy, cũng bắt đầu kiểm tra cái phần download của bạn ấy luôn, xem là cái này để làm ổ nào. Cũng rất nhiều các thư mục bạn để đây, và kiểm tra luôn cái phần ổ download của bạn luôn này, để xem là cái ổ này nó nằm ở đâu. Cái này của bạn này thì đang nằm trong ổ C nhá, bạn này đang nằm ổ C này, đương nhiên là rất là nặng máy. Đấy, bạn này cũng có một cái lỗi là khi tải về bạn ấy chưa biết mặc định cho nó sang ổ khác. Như cái máy này của bạn ấy chia làm 5 phân vùng. Ổ C này, ổ Hot Day Win này, Win 7 này, dữ liệu này, và ổ nhạc này. Nhưng bạn ấy để ở trong ổ này. Đấy, đây mình tìm một đường dẫn của cái ổ này luôn cho mọi người xem. Đây nó sẽ nằm trong phần user này, mở ổ C đang nằm trong user, và phần admin Secha này và phần download này. Đây, rất nhiều tài liệu của bạn đang để đây mà chính xác đang nằm trong ổ C. Nếu như trong quá trình máy bị lỗi mà cần phải cài lại thì các bạn sẽ phải mất công cài lại tất cả những cái file này, những cái tool này. Như thế là rất chi là khó trong vấn đề quản lý bảo vệ tài liệu. Anh em lưu ý nhá, qua những cái video truyền thông này và thực tế mạnh nhất đã truy cập vào máy tính của anh em, thì mình cũng hướng dẫn cho anh em luôn cách xử lý và bảo vệ tool, sơ đồ cũng như tất cả những cái tài liệu quan trọng của anh em thì cần phải làm những gì. Mình đã tiếp tục truy cập vào Gmail của mình trên máy tính của bạn ấy.
mình tải tool, tải sơ đồ cho bạn ấy. Một tay là một tay quay, đâm ra là nó cũng hơi lúng cuống một tí anh em ạ. Rồi vào phần công cụ tìm kiếm, đây là bạn đang dùng trên Gmail của bạn này, thì mình truy cập vào kênh YouTube của mình để cho bạn ấy có tài liệu học tập luôn này. Test box Enter này, ra video đầu tiên luôn, cách test box Atom luôn. Đây là kênh YouTube của Mạnh Nhất Mobile này. Các bạn hãy truy cập nền tảng YouTube đánh Atom hoặc là test box Atom, truy cập vào kênh Mạnh Nhất Mobile, ấn đăng ký này và ấn chuông báo tất cả này, để có những bài viết mới nhất thì Mạnh Nhất cũng sẽ đăng tải lên kênh YouTube và các bạn sẽ nhận được thông báo để vào nhận những video mới nhất luôn. Và một kênh thứ hai là kênh Mạnh Nhất TV. Các bạn đánh Mạnh Nhất viết liền không giấu cũng được, cách TV là ra luôn kênh YouTube Mạnh Nhất TV. Cũng ấn đăng ký, ấn theo dõi và ấn đăng thông báo tất cả để nhận được những bài viết, những video mới nhất mà khi Mạnh đăng tải lên. Sau đó Mạnh Nhất tiến hành truy cập vào tài khoản chung của nhóm là Mạnh Nhất Aetun. Để truy cập vào driver của tài khoản, và tiến hành tải tool, tải sơ đồ cho anh em. Con này thì nó báo là ấn có trên điện thoại iPhone XS Max và ấn số 25. Thì mình đang dùng chính chiếc iPhone này để quay, đâm ra là mình sẽ phải tạm dừng một chút để xác nhận cho nó đây nhé. Sau đó mình tiếp tục mọi người xem nhé. Xác nhận xong thì nó đã cho vào tài khoản và mình tiến hành vào driver để tiếp tục tải tool, tải sơ đồ cho anh em. Và trong lúc mình tải tool, tải sơ đồ cho chiếc máy này thì máy của bạn là bạn Trung ở Phổ Yên, Thái Nguyên cũng đã tải xong rồi. Mình tiến hành quay ra hướng dẫn cho bạn Trung, rồi bạn này tải xong thì cũng quay vào hướng dẫn cho bạn này là kịp thời. Hướng dẫn như thế để anh em cũng mới biết được rằng là Aetun dùng rất đơn giản, rất dễ và không tốn dung lượng ổ cứng bao nhiêu, sử dụng rất an toàn để phá một chiếc mật khẩu, phá một chiếc điện thoại, khóa mật khẩu và tài khoản thì chỉ mất tầm 5 đến 10 giây sau khi kết nối box là ok. Bố nghỉ bây giờ đây. Chào và hẹn gặp lại mọi người. Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube Mạnh Nhất Mobile. Kênh YouTube Mạnh Nhất Mobile chuyên chia sẻ về lĩnh vực mobile tổng hợp. Ấn theo dõi Facebook, Zalo bằng số điện thoại 0901761976 và hãy đăng ký kênh YouTube Mạnh Nhất Mobile ngay hôm nay để học sửa chữa điện thoại miễn phí 24/7.